Lý Quang Bình, 24 tuổi, người dân tộc Chô Rô, là một võ sinh thi đấu đối kháng xuất sắc của câu lạc bộ võ cổ truyền xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Có tố chất năng khiếu về võ, nên trong gần 10 năm theo học bộ môn này, Quang Bình đã gặt hái rất nhiều thành tích đáng nể. Có thể kể tới hai tấm huy chương vàng đối kháng hạng cân 60kg tại giải võ cổ truyền vô địch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một huy chương vàng cúp Quang Trung Bình Dương mở rộng, cùng vô số lần giành huy chương vàng ở các giải đấu cấp huyện. Hiện tại, Quang Bình đang là huấn luyện viên tại câu lạc bộ võ cổ truyền của xã. Em thì cũng là một người đồng bào dân tộc thiểu số, nên được địa phương tạo điều kiện cũng như là được thầy và các sư huynh đệ luôn luôn đồng hành. Thì em cũng đã gặt được một vài, may mắn gặt được một vài thành công trong con đường võ thuật của em từ trước tới giờ. Bên cạnh đó, bây giờ em đã chuyển sang khâu huấn luyện viên. Em luôn luôn mong muốn là các đàn em của mình sẽ nối tiếp theo mình và em sẽ cố gắng tạo động lực cũng như là giữ lửa cho các em luôn luôn càng ngày một phát triển hơn. Võ cổ truyền không chỉ mang lại cho Lý Quang Bình thành tích trên các võ đài mà đã thực sự thay đổi cuộc đời của chàng thanh niên dân tộc Chô Rô, khi nó cho anh một sự nghiệp và một công việc ổn định gắn liền với đam mê võ thuật. Và còn hơn thế, giờ đây Quang Bình đã trở thành nguồn cảm hứng để nhiều thanh thiếu niên ở xã Long Tân tham gia câu lạc bộ võ cổ truyền của xã. Hiện câu lạc bộ có hơn 70 võ sinh, trong đó 80% võ sinh là người đồng bào dân tộc Chô Rô và chiếm một nửa là nữ. Theo chú mấy anh chị theo bên lớp võ bên đây là đi theo chơi á, với lại là nhìn mấy anh đánh cuốn hút kiểu này nọ là con đâm thấy thích thú á, kiểu đi học võ theo. Khi mà về đây thì được cái là các em được dân tộc đây là 90% là dân tộc Chô Rô. Chỉ có một số em ở ngoài là coi như là tìm tới câu lạc bộ để mà học. Tại vì do đây là mình dạy cái đạo đức rất là tốt, nhưng cái là nề nếp, không cho đi đứng hay là ăn nói phải có lễ phép. Đó, đi thưa về trình và mình học võ, mình sẽ làm cho các em nó biết được mình học võ để có lợi gì cho bản thân mình. Và phụ huynh cũng dòm được cái đó. Khi dạy võ thì tôi trọng nhất là cái đạo đức và cái lễ phép. Cái hai nữa là cái sự đoàn kết của các em, cũng như những em mà khổ thì những em mà khá giả thì giúp đỡ cho những em khổ. Nên cái dân tộc Chô Rô người ta rất là quý. Tôi ở đây là cái chỗ đó. Các võ sinh Chô Rô có sức mạnh về thể chất, chịu khó tích cực tập luyện, nên các em bắt nhịp rất nhanh với võ thuật cổ truyền, đặc biệt là ở nội dung thi đấu đối kháng. Thành tích mà các em mang về cho xã, huyện từ các giải đấu thời gian vừa qua là một minh chứng rất cụ thể. Ngoài ra, hàng năm đều có các vận động viên thi đấu đối kháng người dân tộc Chô Rô xuất thân từ câu lạc bộ võ cổ truyền xã Long Tân được gọi lên đội dự tuyển võ thuật cổ truyền của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng hàng chục vận động viên nằm trong nguồn vận động viên đội tuyển võ cổ truyền huyện Đất Đỏ. Đây cũng là lực lượng giúp cho câu lạc bộ võ cổ truyền xã Long Tân thường xuyên nằm trong top đầu các giải võ thuật cổ truyền cấp huyện. Ở đây thì khi mà bước vô câu lạc bộ á, thì tôi cảm nhận được là cái huấn luyện viên, cái người thầy ở đây là truyền tới cho các học trò một cái sự quyết tâm tập luyện võ thuật rất là cao. Bằng chứng rằng các em thi triển rất là mạnh mẽ. Tuy là sân lề, sân bê tông nhưng mà các em cũng không ngại, thể hiện rất là tốt qua tốc độ và sức mạnh. Một trong những đơn vị mà khi tranh giải tỉnh thì các huyện khác nghe tới Long Tân là cũng cảm giác là rất là sợ, bởi vì Long Tân là một trong những đơn vị rất là mạnh. Bên cạnh đó là có rất là nhiều em là thuộc dạng là bên dân tộc thiểu số. Các em được sự dìu dắt của ban huấn luyện, các em thi đấu hết mình, được thể hiện ở những nơi sân chơi đông người. Theo như thi đấu thì gia đình rất là tự tin cho ban huấn luyện viên ở trong câu lạc bộ và ủng hộ hết mình, tại vì các em bản chất rất là tốt, biết nghe, mà thành tích các em hàng năm đem về cho câu lạc bộ rất là cao. Và thì chẳng như những cái giải rồi, giải tỉnh thì đem lại 4 vàng, 3 bạc và 2 đồng cho ở huyện mình là một môn đối kháng. Rồi những cái giải mở rộng được rồi thì các em cũng đem về được 7 vàng với nhiều bạc. Cái đó là cái nỗ lực của các em tập luyện để mà cho bản thân các em nó. Còn mình làm thầy và huấn luyện viên chỉ biết đào tạo cái đạo đức và cái sân chơi và cái sự chỗ để giao lưu cho các em có một cái sân chơi lành mạnh. Biết cái đó chúng ta thi để mà nỗ lực tập luyện, để mà thắng thua thì chuyện bình thường. Thắng không kêu mà bại không nản thì các em phải hiểu cái chỗ đó.
lên sàn thi chủ yếu là cái tinh thần đoàn kết là cái quan trọng của người dân tộc Châu Ro mà tôi đang đào tạo ngày hôm nay. Ẩn sau một lò võ hay một lớp võ đơn thuần dài những đường quyền thế cước, câu lạc bộ võ cổ truyền xã Long Tân nhiều năm qua đã trở thành một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh thiếu niên Châu Ro. Bởi khi đến với câu lạc bộ, các em còn được các võ sư, huấn luyện viên dạy bảo về đạo đức làm người, cách đối nhân xử thế, hướng các em trở thành những người tốt và có ích cho xã hội. Các thầy cũng đã có những cái bài học giá trị sâu sắc mà truyền từ thời xưa đến thời điểm hiện tại cho môn sinh của môn phái luôn luôn khắc ghi. Các thầy đã nói đạo đức là gốc rễ tốt thì cây mới phát triển bền vững được. Đó nên các môn sinh luôn luôn lấy cái câu của thầy làm cái mục tiêu sống để làm một con người tốt. Từ cái sân chơi võ thuật này, các em dân tộc thiểu số, những người anh em đồng bạn là được giao lưu, được cọ sát, được gặp gỡ những sân chơi lớn hơn, được giao du với những người anh em của các dân tộc khác. Đấy, thì đó cũng là một trong những cái thế mạnh. Tuy là nếu mà nhìn một góc độ nào đó thì tưởng là thế khó khăn, nhưng không. Chính cái khó khăn đó lại là cái tích cực của cái đơn vị xã Long Tân này. Võ cổ truyền đã thực sự làm thay đổi cuộc sống của một xã nông thôn mới Long Tân, góp phần giúp thanh thiếu niên Châu Ro sống lành mạnh, tự tin, mạnh mẽ hơn. Đồng thời, võ cổ truyền cũng là sợi dây gắn kết cộng đồng nơi đây thêm bền chặt, cùng nhau phát triển. Trong hệ thống võ cổ truyền Việt Nam, ngoài thập bát bản binh khí cổ truyền như đao thương, côn, kiếm, kích, chùy, trượng, các bậc tiền nhân cũng sáng tạo nên loại võ khí có tính mềm như nhuyễn tiên để mang theo bên mình, dễ dàng sử dụng với mục đích tự vệ cận chiến. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu về loại binh khí đặc biệt này. Trong võ thuật Á Đông, nhuyễn tiên là tên gọi chung của nhiều loại binh khí có tính mềm như dây xích, phất trần hay thậm chí là dải lụa đào. Tại Việt Nam, nhuyễn tiên thường được chế tạo bằng xích sắt. Tùy thuộc vào vùng miền hay môn phái mà thiết kế của nhuyễn tiên có sự thay đổi. Tuy nhiên, kỹ thuật sử dụng nhìn chung là tương tự nhau. Trong bài nhuyễn tiên này nó có đặc thù, cái động tác của nó là vút, nó ra lỗ cái đầu tiêu của nó. Bình thường binh khí chiến đấu ấy, thì nó sẽ có cái mũi nhọn ở cái đầu tiêu. Nhưng mà khi luyện tập để thi đấu, khi biểu diễn ấy, thì chúng tôi sẽ làm cái đầu tiêu là đầu tròn. Nhuyễn tiên ấy, thường nó có những đoạn vụt hay là khóa chói hay là kiểu như là quăng quật quấn vào binh khí đối phương, hay là khi mình sẽ giật áp đảo đối phương, mình cướp lại binh khí, lúc ấy mình sẽ đánh rất là dễ dàng. Để tăng tính chiến đấu, loại binh khí này thường được tập luyện theo dạng đôi, gọi là song nhuyễn tiên. Tại đây, khi thi triển, người luyện có thể bao quát một diện tích lớn, phù hợp cho việc tự vệ trước nhiều đối thủ. Tuy nhiên, để làm được điều này là cả một sự khổ luyện trong nhiều năm dòng dã của người môn sinh. Chúng ta dùng binh khí đôi là phải dùng nhân nhuyễn cả tay trái nữa để cho kết hợp linh hoạt lại với nhau. Tại vì binh khí nhuyễn là một binh khí dạng là kiểu dạng ly tâm. Nếu mà không tập không cẩn thận thì xích nó sẽ phản lại mình, nhất là những động tác bắn. Nếu mà mình bắn không đủ lực hay là bắn không đúng kỹ thuật thì xích nó sẽ phản lại mình. Hoặc là những động tác quấn cổ, bay nhảy, quăng xích, nếu mà mình không làm chủ được thân pháp và kỹ thuật thì nó sẽ mắc lại vào cơ thể mình và có thể mình bị ngã và bị chấn thương. Nên là em cũng có một vài chấn thương rất là nhiều. Vì sau những cố gắng thì sau tập được thầy chỉ bảo thì đánh được hai cái xích nó nhuần nhuyễn hơn. Tập nhuyễn tiên thì nó là loại binh khí mềm thì nó rất dây, gây ra quật vào người. Khi người tập ấy, luyện tập thì phải tạo cho cái thân pháp mình uyển chuyển, thì linh hoạt. Khi mình ra đòn, khi mình cuốn vào người thì nó giống như là cái chân tay mình ấy. Khi mình ra đòn, khi nó cuốn vào người thì mình rất là nhẹ nhàng. Khi mình phật ra thì những tên nó như cái tay lực mình phật ra thì nó kiểu như là đôi như cánh đôi tay của mình thôi. Thì nên khi mình tập kỹ càng và rèn luyện chăm chỉ thì đôi tay thì mình linh hoạt, thì những tên nó sẽ thuần thục khi nó ra dẻo như đôi tay của mình. Từ đặc điểm thiết kế riêng biệt nên kỹ pháp của nhuyễn tiên khá phong phú, gồm lăng, quấn, quật, chói, khóa, quét,
vẫy, điểm, chặn, ném, đỡ gạt và múa hoa. Tại đây, người môn sinh trước khi được truyền thụ loại võ khí này cần tinh thông quyền cước công phu, bởi nghệ thuật đánh nhuyễn tiên đòi hỏi sự nhịp nhàng, uyển chuyển, nhanh nhẹn, mạnh mẽ và thăng bằng. Muốn làm được vậy, người sử dụng phải phối hợp thuần thục tấn pháp, bộ pháp, thân pháp mới có thể phát huy hết được nét tinh diệu của nhuyễn tiên. Tuy nhiên, thuộc kỹ thuật là một chuyện, thể hiện được hết sự uy lực của võ khí này lại đòi hỏi cả sự khổ luyện lẫn tố chất của người tập. Cũng bởi thế, không phải ai cũng được truyền thụ sau nhuyễn tiên. Theo em khó nhất đó chính là bộ loang. Tại vì bộ loang, khi loang hai tay mình phải điều khiển cả tay trái nữa. Nếu mà không loang khéo thì sẽ mắc cả hai xích vào và sẽ không để loang được. Mình phải loang làm sao cho nó tròn. Và là những động tác vụt, mình phải vụt làm sao cho nó đúng kỹ thuật. Không thì nó sẽ lại văng vào người. Khi tập bài nhuyễn tiên này phải tập cho cái cổ tay của mình thật là dẻo và khỏe. Khi các bạn võ sinh tham gia luyện tập thì sẽ phải cầm một cái gậy dài gỗ cầm. Thì khi mình cầm cái đầu của tay mình lưng lên lưng tay sau cổ tay mình khỏe và cái động tác của tay mình phật ra là có lực. Thường thường là các bạn phải có tố chất khi được theo luyện tập bài này. Thì bài này nó là binh khí là rất là khó, nó gây sát thương, rất là nguy hiểm. Bởi nó liên quan đến kiểu như nó là cái loại dây mềm thiết yếu không? Nhưng mà nó có nhu cương, có đổ. Nhưng mà khi mình phật ra mà các bạn mới mà tập cái nôi là sẽ phật vào mặt, sẽ sợ đòn, là sẽ quật vào mặt, vào mắt, vào mũi. Rất là nguy hiểm cho các bạn mới. Được xếp vào bộ binh khí cao cấp, người luyện sau nhuyễn tiên phải nắm vững nhiều yếu lĩnh như xoay quanh một vòng, thu về một nắm, phóng ra uốn lượn như dòng bay, thu về gọn gàng như dòng cuộn. Xa có thể công, gần có thể thủ. Đặc biệt, bởi tính chất nhu, mềm nên nhuyễn tiên có thể dễ dàng tước binh khí của đối phương chỉ trong một chiêu thức. Tuy nhiên, để thuần thục được kỹ thuật này đòi hỏi sự khổ luyện trong nhiều năm dòng dã. Cái binh khí này là rất là tiện. Là khi mang trên người chúng ta có thể thu gọn, cầm vào tay hay là quấn vào người. Mà khi mình sử dụng ra thì mình chỉ vẩy nhẹ ra cái là binh khí đã ra luôn. Rất là dễ. Nếu các bạn mới tập thì không thể tập được. Chỉ có các bạn ví dụ tập từ 5-6 năm trở ra thì mới bắt đầu các bạn mới được theo tập cái bài nhuyễn tiên này. Bởi vì binh khí này là binh khí cao cấp. Đã gắn bó hàng trăm năm với võ cổ truyền Việt Nam, nhuyễn tiên góp phần tô điểm và làm dày thêm di sản võ học của ông cha. Bởi thế, việc bảo tồn, lưu giữ bài binh khí này là cách để những người yêu võ tri ân các bậc tiền nhân đã dày công sáng tạo, một tinh thần tôn sư trọng đạo mà những người luyện võ luôn hướng tới. Binh khí không chỉ gói gọn trong thập bát ban võ nghệ với những loại phổ biến như đao, kiếm hay thương, mà còn có thể là bất cứ vật dụng nào gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân. Và điếu cày là một loại binh khí đặc dị như vậy. Từ ngàn xưa, ở mỗi gốc đa sân đình luôn là nơi nghỉ ngơi, tụ họp của những người nông dân sau khi hoàn tất công việc đồng áng. Tại đây, họ cùng chia sẻ cho nhau chiếc điếu cày và hàn huyên, tâm sự. Có thể nói, văn hóa điếu cày đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống người dân Việt Nam, nhằm thể hiện sự gắn bó, hiếu khách, tạo không khí thân mật, gắn kết giữa người và người. Nhưng ít ai biết rằng, điếu cày còn có thể trở thành một loại binh khí, và thậm chí, thứ binh khí đặc dị này còn mang uy lực rất lớn. Cái điếu cày thì là một binh khí gọi là đặc thù và đặc dị của Việt Nam. Thứ nhất, điếu cày gắn liền với đời sống nhân dân. Người dân có thể dùng điếu cày hút và cũng có thể dùng điếu cày để tự vệ. Và điếu cày là một cái điếu cày nó cũng không quá dài, không quá ngắn và nó vừa vặn với người dùng. Và đặc trưng của những điếu cày thì thứ nhất là có thân điếu, ống điếu và cái nọ điếu để sử dụng được những cái phần ưu điểm của điếu cày đó. Sở dĩ điếu cày phù hợp để trở thành vũ khí là bởi kết cấu của nó. Thân điếu hình ống hay được làm bằng tre dài khoảng 40-60cm, khá tương đồng với đoàn côn, một loại binh khí phổ biến. Chính vì thế mà điếu cày hoàn toàn có thể sử dụng để tấn công hay tự vệ. Và thậm chí, cách đánh cũng có nhiều phần tương tự so với đoàn côn. Với cái lối đánh của cái điếu cày này thì dựa trên đồ hình chữ thập và đồ hình đánh thì nó giống như một bạch cái côn. Có những động tác bổ ngang, bổ dọc và động tác vớt, động tác chọc hay động tác đâm
thì đều là động tác giống vậy. Và thứ hai là với điếu cầy thì với cái chiều dài của nó là cũng vừa tầm, với để ngắn gọn, không dài quá, cho nên người tập võ có thể sử dụng đó để làm binh khí tự vệ được. Cái bài điếu cầy này là một bài cổ đặc trưng của võ phái Phùng Gia Việt Nam, và dựa trên cái nguyên tắc đánh trên đồ hình chữ thập, và nó là một cái binh khí đặc trưng của võ cổ truyền Việt Nam. Thân điếu nó là một cái có một cái độ dày nhất định, cũng như là rất là chắc chắn và có nhiều đốt gần nhau, để khi mình dùng để tự vệ thì nó rất là chắc chắn và không dễ vỡ dễ dàng. Để có thể sử dụng thành thạo điếu cầy, đòi hỏi các võ sinh phải có sự kết hợp nhịp nhàng và chuyển đổi linh hoạt giữa quyền cước, bộ pháp để tạo hiệu quả tối đa trong trấn áp đối phương. Khi mới làm quen với binh khí này, các võ sinh phải thường xuyên rèn luyện cổ tay thật dẻo để có thể thực hiện thuần thục các động tác với điếu cầy, sao cho vừa mềm mại mà vẫn uy lực trong từng đòn đánh. Bởi so với đoạn côn, điếu cầy có phần to hơn nên rất khó để cầm nắm. Cái khó của cái điếu cầy là nó hơi to và nó hơi nặng. Đối với một người bình thường thì nếu mà dùng để tự vệ là sẽ hơi làm một chuyện rất là khó khăn. Nhưng mà đối với một người luyện võ thì to thì nó sẽ sức mạnh sẽ càng lớn hơn và sẽ dễ dàng khi đỡ cũng như là gạt đỡ và vụt, nó sẽ có cái sức lực mạnh hơn. Với cái điếu cầy thì nó là cái có cái độ to nhất định, cho nên là người cầm nó cũng có thể gọi là sẽ khó hơn. Thế nhưng với cái sự rắn chắc của bàn tay với những người tập võ thì tôi nghĩ là rất bình thường, vẫn có thể cầm được. Thế nhưng với cái điều cầy to như vậy thì cái lực ra đòn mới mạnh được, bé quá thì không phát huy được tác dụng của điếu cầy. Và phải khi chứng kiến điếu cầy trong đối luyện, chúng ta mới có thể thấy rõ được uy lực thực sự của loại binh khí đặc dị này. Điếu cầy to, nặng nên có thể chống đỡ khi chạm trán với các loại binh khí có sức sát thương lớn. Trong khi gặp các loại vũ khí hạng nhẹ hơn như kiếm hay song dao găm thì hiển nhiên điếu cầy hoàn toàn chiếm được ưu thế. Đánh với vũ khí tầm xa thì mình sẽ có một cái lợi thế là cầm rất là chắc tay, mình có thể nhảy vào đánh cũng như là nhảy vào để tấn công, thì nó là một cái lợi thế. Còn khi đánh với binh khí ngắn thì có thể dùng để đỡ gạt cũng như là tước binh khí. Với cái côn thì nó nhẹ hơn, và đối với như là một cái cây côn hay là một cái đoạn côn thì nó bé hơn nên độ vụt có thể nhanh hơn. Nhưng đối với điếu cầy, cái tốc độ vụt thì đã tùy theo cái sức lực của người đánh. Thế nhưng với điếu cầy thì sẽ nặng hơn, và tốc độ vụt tuy rằng nó có chậm hơn nhưng độ sát thương sẽ cao hơn vì cái độ nặng của cái điếu cầy đó. Các bộ phận của điếu cầy đều có tác dụng riêng, trong khi phần ống điếu khi luyện đến một trình độ nhất định có thể sử dụng như một chiếc bao bọc lấy vũ khí đối phương, từ đó vô hiệu hóa chúng. Còn nọ điếu thì lại như một chiếc móc câu kéo giật và hất phăng vũ khí của đối phương đi. Cũng như là móc câu mình có thể dùng để tước và giật binh khí của đối thủ. Lõi là một cái khi mình có thể gạt binh khí của đối thủ, cũng như là mình đỡ và gạt tước binh khí của đối thủ một cách rất là dễ dàng đối với những người tập luyện và sử dụng linh hoạt. Từ đó có thể thấy, uy năng của điếu cầy không chỉ đáp ứng được vai trò tấn công hay phòng thủ, mà còn là một loại vũ khí uy dũng nếu như biết cách tận dụng triệt để.